em gái và người yêu Văn Lâm nổi bật ở lễ trao giải QBV. Gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm xuất hiện nổi bật ở lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2023 diễn ra tối ngày 19 tháng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm xuất hiện nổi bật ở lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2023 diễn ra tối ngày 19 tháng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em gái cao 1,8m của Đặng Văn Lâm gây chú ý đi cùng thủ môn Đặng Văn Lâm tham dự gala quả bóng vàng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 19 tháng 2 có cô em gái Đặng Thanh Giang. Khoảng 19 giờ tối ngày 19 tháng 2, gia đình Đặng Văn Lâm cùng cầu thủ này đến dự lễ trao giải quả bóng vàng. Từ trái qua là Đặng Thanh Giang, em gái Văn Lâm, Bùi Thị Yến Xuân, bạn gái Văn Lâm và bà Yukova Oga, mẹ Văn Lâm. Thanh Giang sinh năm 2007, sinh ra ở Nga, theo gia đình về sinh sống ở Việt Nam từ vài năm nay. Cả nhà tranh thủ chụp hình trước khi vào dự sự kiện. Văn Lâm gặp Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Thái Sơn. Lâm và Hải là những cái tên cuối cùng trong danh sách rút gọn giải thưởng quả bóng vàng nam. Thái Sơn được đề cử ở hạng mục cầu thủ trẻ hay nhất năm. Văn Lâm ân cần chỉnh trang phục cho Tuấn Hải. Tiền đạo câu lạc bộ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu QBV năm 2023. Gia đình Tuấn Hải theo cầu thủ này vào sự kiện. Đối thủ lớn nhất của Tuấn Hải ở danh hiệu cao quý này là Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ thể công Việt Teo đi dự sự kiện cùng bố mẹ. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh được đề cử ở giải thưởng QBV nữ. Kim Thanh là một trong số thành viên thi đấu nổi bật ở ASEAN Cup nữ 2022, SEA Games 32 và vòng chung kết World Cup nữ 2023. Cựu huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung rạng rỡ khi gặp lại các học trò.